好，开始。xin chào các anh chị, mình đang ở chùa Thành Hoàng của bên Tân trụ. Thì ở đây hả, xin chủ còn gọi là xin chủ của bên Đài Loan, và các anh chị đi đến chùa này, các anh chị nhất định phải ăn những món sau này nhé. Món gì? Thứ nhất là súp, cái này là súp mật với lại thịt rất là ngon. Và ngoài ra ở đây còn có bún gạo xào. Và đặc biệt nhất á, là ở đây là hả, kêu là thịt viên này á, y chang như là há cảo mà dạng lớn của mình, ăn rất là ngon. Và ngoài ra ở đây bò viên cũng rất là nổi tiếng nữa. Và ngoài ra ở nói đi qua Đài Loan thì chắc chắn phải uống trà sữa trân châu rồi đó. Thì hẹn gặp lại các anh chị bên Đài Loan, các anh chị hãy đi một chuyến bên Đài Loan, các anh chị sẽ thấy rất rất là tuyệt vời.